mọi người, hôm nay lại là một trong những ngày mình đang phải ở nhà vì là giãn cách xã hội. Mình đang chán, tự nhiên lại nghĩ đến cái món macaron á. Nên là mình đang định là làm macaron xem thử xem nó như thế nào. Thực ra ấy, ngày trước thì mình cũng đã làm macaron rồi, 2-3 lần gì rồi đấy. Nhưng mà lần nào cũng thất bại, nó xẹp lép như con tép, nó xẹp lép mà không lên chân rồi nó thế nọ thế kia. Nên là tự nhiên hôm nay mình chả hiểu sao hứng là mình hứng lên ấy. Thế là mình muốn là làm lại thử macaron xem như thế nào. Thì bây giờ mọi người sẽ cùng mình để làm macaron nhé. Bánh đầu tiên của mình thì lúc mình nướng ấy thì nó đã bị vỡ hết cả ra rồi. Mình sẽ để ảnh bánh vỡ đấy cho mọi người xem. Thì đây là cùng cái mẻ bột đấy, nhưng mà là lần nướng thứ hai thì nó có mọc chân lên một chút này, để đây cho mọi người xem nhá. Đấy. Em này thì có mọc chân một chút này. Nhưng mà nó vẫn không mọc chân theo cái yêu cầu như cái bánh macaron bình thường á. Nhưng mà dù gì thì mình vẫn thấy là nó ok. Và bây giờ ở trong này thì mình đã làm nhân bơ này với cả matcha, và mình có cho thêm cả KitKat vào đây nữa. Nói chung là mình thấy là cái này thì cũng khá là ok. Nói chung là tuy nó không đạt yêu cầu là một cái macaron hoàn chỉnh, nhưng mà với mình, với một đứa mà đây là lần thứ 3 mình làm macaron thì phải, thì mình thấy nó cũng là ok rồi. Đấy, để đây thì mình được hai cái như thế này. Đó, sau đó nhá, mình phục thù. Mình quyết tâm là mình phục thù, mình làm thêm một mẻ mới. Thì đây là cái mẻ, đây là cái mẻ mới của mình này. Cái chỗ lỗ chỗ như thế này là mình bóc thử bánh ra xem nó bị như thế nào ấy. Đây là ở cái mẻ này, cái mọc chân nó rất chìa đẹp luôn. Để mình lấy lên cho mọi người xem nhá. Mọi người thấy ở cái góc này không? Ui dồi ôi. Đây, ở những cái góc như này này. Ui, đây nó cũng là cái những cái này chẳng hạn nhá. Cái này chân, thấy không? Mọi người thấy không? Cái chân của nó lên rất chi là đẹp luôn. Rất chi là đạt yêu cầu luôn. Đây, mấy cái này này, nó kiểu cái chân bánh ấy nó lên rất chi là yêu cầu. Nhưng mà bây giờ có một vấn đề là vì cái này chân nó lên đẹp, mặt bánh nó rất chi là xe luôn mà nó không bị đổi màu. Nhưng mà vì là mình để lửa nó hơi bị nhỏ quá, nên là bây giờ nó đang bị cái phần ở trong nó bị ẩm ý. Mà mình đang không thể nào mà lấy từng cái miếng bánh ra được. Nếu mà lấy ra ấy thì nó sẽ bị mất, tức là cái ruột ở trong sẽ bị rời ra khỏi cái đầu ấy. Để mình lấy cho mọi người xem một cái nhá. Đây, như cái này chẳng hạn này. Cái này khi mà mình cố gắng lấy ra thì cái phần đầu bánh ấy nó sẽ bị rời ra như thế này. Đấy, mọi người thấy không? Nó bị dính, nó bị ẩm quá ấy. Thế là nó bị dính này. Nó bị dính vào này, mình sẽ phải lấy được cái đầu ra như này thôi. Để nói chung là làm cái macaron ấy thì nó siêu khó luôn. Nên là mình vẫn đang để đây để hy vọng là nó nguội, nó khô đi thì có thể lấy được bánh ra ấy. Cái này thì phần chân rất là đẹp rồi. Vẫn còn một mẻ macaron đang nướng này. Sẽ lấy mấy cái lành lặn này để mình cho nhân kem của mình vào đây. Đây cũng là cái nhân kem bơ với cả là cái gì nhỉ? Cái trà xanh nhá.
Đây. Mình được đúng, nói chung là mình sẽ làm hai cái xinh xinh như thế này. Rồi, bây giờ thì mình định cho ít xoài vào đây nữa. Chắc là nó cũng ok thôi, không có vấn đề gì. Cho nó ăn cho nó ngon ngon ý. Úp ngược nó lại như thế này. Mình sẽ được một cái macaron như này đây mọi người ơi. Đây. Lại tự đi chế macaron ấy. Nhưng mà ôi, cái này nhìn cũng ok phết này nhở ha. 20 minutes later. Quá mệt luôn mọi người ạ. Kiểu như là ấy, mình đã mất phải khoảng đến tầm 3 đến 4 tiếng hơn gì đấy để làm được macaron. Nhưng cuối cùng cái mẻ đầu tiên của mình ấy nó đã bị thất bại. Nhưng mình đã để hình ở trước cho mọi người coi. Thì nó bị vỡ hết cả ra ấy. Thì xong rồi đến lúc mình lại nướng thêm một mẻ nữa thì nó ra được một cái bánh nó như thế này. Đây, trước mắt là nó sẽ lên chân như thế này này mọi người này. Đấy, nó sẽ lên chân như thế này. Xong rồi mình thấy nó không đẹp lắm nên là mình lại nướng thêm một mẻ nữa. Những gì mình đã cho mọi người xem lúc nãy thì cái mẻ đấy nó lại bị nó lên chân rất chi là đẹp, cái mặt bánh rất chi là xe, rất chi là mịn, nhưng mà cuối cùng ở trong thì nó chưa khô nên là nó mình không thể là nhấc cái bánh ra ngoài được. Mình đã để nguội nó phải hơn một tiếng nhưng nó vẫn không khô lại để cho mình nhấc cái bánh ra ấy. Cuối cùng là nói chung là mình cảm thấy là cái việc làm macaron ấy nó đúng như là tâm trạng của mình ấy sao, lúc lên lúc xuống lúc thế nọ lúc thế kia, mà nói chung là làm mình thấy là làm cái macaron này siêu khó luôn ấy. Thứ nhất là mới cả mình nghĩ là lâu lắm rồi chưa bao giờ mình làm thành công cả, mà tự nhiên hôm nay mình hứng lên mình làm lại thì so với cái lần này với cả những lần trước thì mình thấy là cái macaron của mình nó thành công hơn những lần trước rất chi là nhiều. Tất nhiên là nó cũng có sẽ một số chỗ nó không được như mình mong muốn ấy, nhưng mà như thế này mình đã thấy là đã là thành công rồi, vì dù sao bánh mình cũng lên chân cũng đẹp. Nhưng mà cùng một ngày nhá, cùng một lượng bột ấy, cùng một mẻ bột ấy, nó sẽ ra hai kiểu khác nhau. Lúc thì vỡ, lúc thì lên chân nhưng mà nó không đẹp, nó có bị hơi xé mặt bánh. Nói chung là cái này nói chung là làm cái kiểu nó đúng là như tâm trạng của mình luôn ấy, lên xuống như này. Mình quyết tâm là khi nào mình sẽ tâm trạng của mình sẽ kiểu hưng phấn rồi, cái tâm trạng là hứng lên làm bánh ấy, thì mình sẽ làm lại macaron để thử xem thế nào. Nhưng mà với một cái chiếc bánh ở đây thì mình thấy là nhìn ở ngoài như thế này thì nó cũng là khá là ok rồi, nó cũng lên chân, màu nó cũng được, và thứ nhất là cái mặt bánh thì nó cũng xe chứ nó không bị cái chóp chóp khi mà mình nặn bột á. Để đây chính là cái chiếc bánh mà mình cảm thấy mình tâm đắc nhất. Đây, để lại gần đây cho mọi người xem nè. Đây, chiếc bánh này mình thấy là tâm đắc nhất nhá. Cái chân bánh ý nó cũng lên rất chi là đẹp này. Để gần lại cho mọi người xem. Mình đã chọn ra được một chiếc bánh đẹp nhất để mình làm. Đây, mọi người thấy không? Cái chân bánh nó cũng lên cũng rất là chi ok đúng không? Tất nhiên là chân bánh nó sẽ không đẹp như ngoài hàng, nhưng mà nó cũng gọi là được. Đấy. Nè. Ở đây thì mình có làm là nhân bơ với cả matcha. Ở trong thì mình có cho thêm một cái thanh KitKat vào nữa. Cheers. Bây giờ chúng mình sẽ ăn thử nhá. Ui. Mình thích mấy cái bánh macaron mà cho thêm cái topping kiểu vào như thế này, cực nhìn nó cũng đẹp và trông cái bánh nó cũng béo hơn ý. Mọi người thấy bánh của mình như nào? Ok mà đúng không? Nói chung là mọi người hãy comment bên dưới để cho mình biết xem là mọi người nhận xét về chiếc bánh này của mình như thế nào nhá. Bây giờ mình sẽ ăn thử đây. Xong rồi mọi người ơi. Đậm nhanh luôn này. Nếu là phần bánh của mình cũng khá là không bị rỗng ruột nhiều ấy. Nó ok mà đúng không nhỉ? Nhưng mà nhìn ở ngoài thì ok đấy. Vì thường là ấy, cái bánh macaron này, cái vỏ nó rất chi là ngọt. Đây là cái nhân kem bơ ấy, khi mà mình làm ấy thì mình chỉ có đánh bơ này với cả là bột cacao và một chút ít sữa thôi, chứ mình không cho thêm cái đường chưng vào nữa. Tại vì khi mà cái đường đun cho thêm đường nó càng ngọt hơn, nên là cái butter cream này mình cũng cái bơ kem này mình cũng đổi đi một chút. Nói chung là mình cảm thấy là mình cũng rất chi hài lòng về cái bánh này của mình. Cảm miếng nào cũng đầy ự nhân luôn. Ngon quá. Mình sẽ cố gắng là
Làm macaron này thật, thật nhiều. Nói chung là cái này phải làm nhiều xong mình cứ rút ra kinh nghiệm dần dần, rút ra kinh nghiệm dần 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 ấy. Vì cái lò nướng này mình cũng, cái lò nướng nhà mình cũng chưa biết là nên nướng macaron ở nhiệt độ bao nhiêu và bao nhiêu phút, tại vì tùy từng lò nó cái nhiệt độ cũng khác nhau nữa, nên là chắc là mình sẽ phải luyện tập. Nói chung là mình sẽ phải thực hành làm nhiều hơn để biết được cái giọng máy nhà mình nha. Mọi người hãy comment bên dưới để cho mình biết là cái chiếc macaron này của mình là như thế nào nhá. Thì chắc là mình dạo này còn lúc là mọi người đang ở nhà cách ly dịch như này thôi, nên là có thể là một tuần mình sẽ lên video, một tuần hoặc là hai tuần mình sẽ lên cái video làm bánh một lần. Mọi người có thích những cái video kiểu làm bánh như thế này thì cũng hãy comment bên dưới để cho mình biết nhé. Mọi người muốn làm chủ đề gì thì hãy comment bên dưới thì mình sẽ làm theo những cái gì mà mọi người gợi ý. Thì hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Đừng quên like, share cũng như là ấn đăng ký kênh nhé. Bye bye.